Hậu quả đánh ở thủ đô Damascus, tin Damascus. Hai trái bom đã nổ tại trung tâm thủ đô Damascus trong ngày hôm nay làm ít nhất 14 người chết. Đài truyền hình nhà nước Syria cho biết vụ đánh bom diễn ra gần một trạm kiểm soát của cảnh sát tại quảng trường Majid. Nhưng tổ chức quan sát nhân quyền Syria nói rằng vụ đánh bom này do một người tự sát thực hiện và diễn ra ngay trên trong trạm cảnh sát. Tổ chức quan sát nhân quyền Syria đã theo dõi tình trạng trong nước của một hệ thống của các nguồn tin y tế và an ninh nói rằng vụ đánh bom đã làm ít nhất 15 người chết, đa số là cảnh sát. Trước đó, báo chí nhà nước nói rằng các trái bom đã được để bên ngoài các cửa tiệm ở quảng trường Majid, là nơi thường bị đánh bom trong thời gian 2 năm qua. Vụ tấn công tại quảng trường này cách nay 6 tuần đã làm 13 người chết, thưa quý vị.